Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video tiếp theo ạ. Và em xin phép được lên câu đầu tiên. Đây là mẫu đồng hồ Orobic Enco của Ý. Kim cọc mạ vàng. Số La Mã. Dây da. Còn mới nha cả nhà. Cái này size 36. Size 36, tay trên 16 đeo vừa nha. Dạ, con này là 1.080.000 ạ. Em mời cả nhà. Và em sẽ lên con tiếp theo. Casio. Pin năng lượng. Pin năng lượng chạy 3 kim điện tử đầy đủ chức năng. Khóa bấm. Con này size 43. Con này là có giá 700.000 nha cả nhà. Rồi, em mời cả nhà. Em sẽ lên tiếp theo. Con đi sale đi. Đi sale của Ý. Máy thủy. Còn mới như cả nhà. Chạy cơ chế 3 kim. Lịch ô 3 giờ. Dây da. Khóa zin. Size 40. Size 39 nè cả nhà. Size 40 nha cả nhà nha. Còn mới cả nhà. Con này có giá 850.000 đẹp nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục em lên một con đi sale luôn đi. Đi sale của Ý. Kim cọc mạ vàng. Chạy cơ chế 3 kim. Lịch lọc. Dây da. Zin. Khóa zin. Còn mới lắm nha cả nhà. Niềng răng cưa. Con này tay to cả nhà nha. Đây là siêu ngầu luôn. Kim cọc vàng đồng nhìn rất là đẹp nha cả nhà nha. Con này á là 1.250.000.
Em mời cả nhà. Rồi, em tiếp tục lên con Mario Valentino của Ý luôn. Cơ chế dạy 3 kim, 6 kim. Thứ nè, ngày 24 giờ. Dây thép đúc còn mới nha cả nhà. Khóa bấm. Còn mới nha cả nhà. Size này này dây dài nha cả nhà nha. Tay tay này 20 băng chen được luôn. Dây dài lắm. Size 395. Con này có giá là 780 nha cả nhà. Còn mới mà. Mời cả nhà. Rồi tiếp tục em lên thêm một con Hạt Money nha. Money cơ chế 6 kim giờ thể thao, kim giờ thể thao. Màu xanh phong thủy nữa cả nhà. Dây đam mê mới tinh luôn. Thép đúc. Thì khóa cánh bướm. Còn mới kem luôn nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn á. Con này là siêu to. Size 46. Dây dài nha cả nhà. Dây này chắc tay 20. Tay hơn 20 đây vừa đúng. Mới tinh nè. Siêu ngầu. Mới lắm nha cả nhà. Con này em lên giá là 1.580.000 nha cả nhà. Rồi em tiếp tục lên con tiếp theo cùng Ad Money luôn. Dây da đồng hồ cơ này, lộ máy trước lộ máy sau luôn, nguyên zin full box luôn nha cả nhà. Còn mới ken luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Con này có giá là 2.280.000 ạ. Rồi tiếp tục em lên thêm một con Fossil của Mỹ. Fossil của Mỹ. Cơ chế 3 kim. Lịch cười.
dây da. Khóa zin. Cái mẫu này hơi độc, độc lạ lắm nha cả nhà. Nè. Còn mới lắm nha cả nhà. Con này có giá là 1.850.000 à. Em mời cả nhà. Và tiếp tục em lên một con relic của Mỹ luôn. Đồng hồ cơ. Mặt trước và mặt sau. Cơ mặt trước cả mặt sau luôn ạ. À. Khóa bấm. Con này là mặt size 42 cả nhà. Thay thế ba kim. Còn mới nha cả nhà. Tay 19 đeo vừa. Dây 19 đó. Con này là có giá 1.780.000 nha cả nhà. Rồi. Em tiếp tục lên một con Michael Kors của Mỹ. Này cơ chế 6 kim và đồng hồ thể thao. Dây thép đúc nguyên zin luôn hả cả nhà. Còn mới kiện chưa tháo ra luôn. Dây thép đúc. Em có ba con ba màu cho cả nhà dễ lựa chọn nè. Cái màu vàng lợt, màu vàng với lại màu vàng ánh đồng nha cả nhà. Còn mới luôn, nguyên zin luôn, ba con đều giống nhau. Đây có giá là 1.450.000. 1.450.000 nha cả nhà. Size này là size 38. Này thích hợp cho anh tay tay vừa và tay nhỏ nha. Tay vừa và nhỏ. Đeo lên rất là sang luôn, quá sang luôn cả nhà ơi. Dây cũng còn rộng nha cả nhà, dây dài. Size 38, tay vừa nhỏ, 1.450.000 một con, có ba màu, nguyên zin. Rồi, em mời cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà.